Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Tuần này là thứ 5 ngày 24 tháng 3. Hôm nay em lên hai clip, có hai clip dao. Clip này thì là có dao đẹp ba sashimi nakiri, dao bản chặt, dao cây lít dao kéo. Anh chị mua hàng thì thanh toán cho em, giá em ghi cụ thể trên từng mã, cộng ship đơn trên 300, chuyển khoản em free ship. Đơn ship có trên 1 triệu em free ship ạ. Tất cả các dao trong video em đều mài bén sẵn. Tất cả các dao trong video khi gửi cho anh chị thì em sẽ mài bén sẵn nha. Còn trong video thì em chỉ mài một cây, em test cho anh chị xem thôi ạ. Đây là đường mài của bên em ạ. Bên em sẽ mài bén và test kỹ trước khi gửi nha anh chị. Đây là đường mài đề ba, mài bụng. Đề ba mà mài bụng thì bên em đảm bảo có độ lõm cho anh chị nó, để nó không bị dính thức ăn vào nha. Khi lóc, khi làm cá rồi thì nó sẽ có độ lõm như thế này. Mài đúng kỹ thuật của đề ba nha. Video này đa số là thép carbon nha anh chị. Thép carbon có rỉ nhẹ, về mình sử dụng làm vệ sinh xong lau khô để nơi khô ráo, hoặc là cứ bôi tí dầu vô, quét tí dầu vô thì nó sẽ không rỉ. Còn khi nó rỉ anh chị cứ dùng cái miếng trà son anh chị trà thì nó không bị rỉ vàng nhưng nó bị ngã màu thôi, mà nó giữ bén rất là lâu và sử dụng rất là bền nha anh chị. A1, mã hôm nay em lên mã A nha anh chị. Anh chị nhắn cho em là A1, A41 hay là các kiểu gì đó, xong rồi nhắn cho em qua Zalo số 0967778967, hoặc là trang Facebook Hàng Nhật Nội Địa Kim Loan ạ. Mã A1 450 ạ. Da 3 lớp loại thép carbon ớt không rỉ. Dao tên hãng thì ạ. Tên hãng cây này không phải. Cây này không rõ strainless. Ủa, cây này là 3 lớp. Sao là strainless nhỉ? 3 lớp không rỉ. Cây này là 3 lớp không rỉ nha anh chị. Màu thì giống carbon. Dài lưỡi 16,2, rộng 4,4 xăng ạ. 3 lớp không rỉ. Cán gỗ. Cán gỗ cây này nó có một cái vết nứt nhỏ chỗ đây, em đã đổ keo, em đổ keo đắp trên này. Lớp loại thép không rỉ, ớt không rỉ. Cây này 400. Này của hãng Kai ạ. Kai nội địa phải không ta? Thôi em xem kỹ lại nha. Này không phải Kai nội địa đâu. Này hãng nội địa, em không có rõ tên hãng nha. Không nhìn rõ được. 3 lớp loại thép không rỉ, ớt không rỉ. Santoco 400 ạ. Dài lưỡi 16,7, rộng 4,5 xăng. A3 370.000 ạ. Này 3 lớp loại thép carbon ớt không rỉ. Dài lưỡi 18, rộng 4,2. Những cái này đa số là dày 2 ly. Cái này dày hơn. Dày 2 ly 3.
gỗ. A4 giao 3 lớp loại thép carbon ốp không rỉ, tên hãng dập chìm. Dài lưỡi 16,1, rộng 4,1 cm. Dày 2 ly ạ. Cán gỗ. Cán gỗ chỗ này nó cũng có vết nứt nhẹ anh chị, đã đổ keo sẵn rồi. Hàng về vận chuyển nó hơi nó thường sẽ đè vào nhau á. Rồi này, cái chỗ này nó không bằng với nhau thì đa số là nó sẽ hơi bị nứt nhẹ chỗ này. Cái phần chốt. A5 400, cây này cũng 3 lớp ạ, loại thép carbon ốp không rỉ, có khâu ạ. Dài lưỡi 16,6, rộng 4,4 cm ạ. Cán gỗ. Rưỡi ạ. Tên hãng dập chìm, do 3 lớp loại thép carbon. Dài lưỡi 15,4, rộng 3,8 cm. Chữ em hai mặt ạ. Cán gỗ khâu liền, khâu kim loại không có liền nhưng khâu ớt. A7 400, tên hãng dập chìm Nakiri 3 lớp, hàng thủ công. Ở dưới này là ở dưới này tầm 0,3, trên này còn 0,1 cm. Dài lưỡi 16,5, rộng 5,2 cm. Cán gỗ khâu nhựa. Này Nakire, cái này nó hở, trên này em đã đổ keo anh chị. Dài lưỡi 15, rộng 4,6 cm. A9 350, Nakire thủ công, tên hãng dập chìm. Dài lưỡi 17, rộng 5,2 cm. Hàng thủ công ở dưới 0,3, trên còn 0,1 ạ. 0,1 cm nha anh chị. Chỗ này có vết nứt nhẹ nè, em đã đổ keo rồi nè. Khâu nhựa. A10 750 ạ. Giá 3 lớp loại thép không rỉ, ốp không rỉ. Vân búa. Cây này em thay cán ạ, ở trên này em đổ keo ạ. Tên hãng khắc thủ công, khắc chìm. Dập hai mặt ạ. Dài lưỡi 16,4, rộng 4,2 cm. Cây này là loại thép carbon đó nha anh chị. Loại thép carbon ốp không rỉ. Dày tầm 2 ly ạ. Cán gỗ. A11 300, cây dao lóc ạ. Cây dao lóc này một mặt cho tay phải. Tên hãng dập chìm. Cán gỗ. Cây này cũng có hở, anh chị em đổ keo nè. Dài lưỡi 14,3, rộng 2,6. Cán của nó khá đẹp ạ. Chốt
đồng. A12 250. Dao lốc của hãng Masahiro. Cây này hai mặt nha anh chị, hai mặt. Dao lốc này hai mặt ạ. Dài lưỡi 12,4, rộng 4,5 cm, rộng 2,5 cm. Dài 2 ly ạ, full tan. Dài 2 ly tư. Cán gỗ. A13 350. Tên hãng dập chìm. Này để em xem kỹ lại có phải Masahiro. Không phải. Tên hãng dập chìm, cái này giống của Toyiro. Một mặt do dành cho tay phải. Dập hai mặt chữ. Dài lưỡi 14,6, rộng 2,7. Cây này dài 2 ly, full tan. Cán gỗ, cây này hơi hở một xíu nè chị. A14 600. Tên hãng dập chìm. Cây này dùng thép díp bông gì á, thép của Nhật Bản anh chị. Một mặt dành cho tay phải. Dài lưỡi 15,4, rộng 3,9 cm. Dài 2 ly, khâu liền cán gỗ. Hàng tương đối đẹp ạ. Còn phun bản, dao lóc kiểu này là còn phun bản nha. A15 280. Cây này dao 2 lớp thép carbon, dài lưỡi 12,2, rộng 2,7 cm. Này dài tầm 3 ly ạ. Không có logo ở trên lưỡi, có logo ở cán. Cán gỗ khâu nhựa. A16. Cây này của hãng Kai 300. Dao đề 3 nhỏ mini tay phải. Dài lưỡi 10,5, rộng 3,8, dài 0,6 cm. Cán gỗ khâu nhựa. A17. Cây này mài lên ánh thép chí xanh nha anh chị. 350. Tên hãng dập chìm. Dài lưỡi 10, rộng 4,5. Cây này dày dưới này tầm 2 ly, trên này còn 1 ly thôi ạ. Nhỏ, mỏng thôi nha. Mài lên thép chí xanh, cán gỗ. Cây này dán kiểu thủ công ấy, kiểu thủ công nha anh chị. Thủ công gia đình. A18, dao đề 3, kiểu như đề 3 thôi. Nó hai mặt ạ, 250. Dòng thép không rỉ ạ, KDE. Dài lưỡi 10,4, rộng 3,7 cm, dao 1 lớp. Cây này là còn gần như mới nha. Hàng này là hàng Linh. Cán gỗ ạ, gỗ đẹp. A19 270. Cây này có thể xem là cái dao lóc hoặc là đi cái dao lóc hoặc là dao đi dao sưu tầm gì cũng được ạ. Dao sưu tầm, dao đi đi lên rừng núi gì đó, may bao da thêm cho nó là đi là được ha. Dao thép không rỉ Silver Solar. Tên hãng dập chìm, có vương miệng luôn ạ. 270. Cây này hồi trước Tết hình như em có bán rồi, em bán rồi nè. Mà cái đợt Tết á, đợt Tết thì có nhiều đơn. Em bị hoàn về vài đơn, nhưng mà có những đơn là tại vì gọi khách không được, khách về quê hoặc là gọi không được, hoặc là giao không kịp trước Tết. Xong rồi bên vận chuyển nó sẽ báo hoàn cho em mà
mà em cũng Tết cũng bận á, không có để ý những cái thông báo hoàn tầm 3 ngày mà mình không xem những cái đó thì người ta sẽ tự động chuyển về, cho nên anh chị nào mua hàng mà không thấy em gửi hàng hoặc là không nhận được hàng thì nhắn cho em nhé, chứ chứ cứ tưởng là em không bán rồi dặn bỏ luôn là tội em ha. Cái này dài lưỡi 14,3 rộng 2,2 xăng ạ. Cán gỗ này bọc gỗ nè, cái này là đồng nha anh chị, bằng đồng. A20 cây này 500, ghi lại số 5 giống số 9 quá. Cây này 500 ạ, cây dao lóc của Đức, hàng còn mới nha anh chị. Đức họ rất thích cái kiểu này, rất thích cái kiểu mà dưới khâu nó cứng cáp như thế này ha. Những dòng Zivulin đồ cũng đều như vậy. Germany dao này, dao Đức, dao châu Âu đa số là tên hãng là bắn laser hết, bắn laser mực hết chứ không có dập chìm giống như của Nhật. Ở dưới còn tem luôn ạ. Dài lưỡi 17 rộng 2,5 xăng. Cây này dài 2 ly, cán nhựa. Cây này cán nhựa nha anh chị. A21 cây kéo 300 ạ, chốt đồng. Cây kéo hồ lô chốt đồng của cây kết ạ. Cây này 300, khá là dày nha anh chị. Cái mặt nó dày hơn những cái kia nè. Kéo cắt bén ạ. Cái này em chưa mài ha. Cái này khi xếp hàng thợ sẽ mài lại ha. A22 cây này 200, này của Tama Musub gì nè, có biểu tượng giống như người Nhật luôn. Cây này 200 thôi ạ, dài 20, hai cái kéo kiểu này dài 20 nè, cái này nó nhỏ hơn cái kia xíu thôi. Lô A23 cây dũa 450, cây này dài của nó là 21, dài của nó là 41. Cái lưỡi của nó là 27, cái lưỡi dũa thì 27 xăng. Cây này có tên hãng nha anh chị, có tên hãng ở dưới tay cầm. Cán của nó là gỗ ạ, cũng khá mịn, cây dũa này khá mịn. Này là 11,6 ly ạ. Những cây này á, kiểu mình sửa lưỡi cho nó thẳng hoặc là dũa lúc đang làm để cho nó nhanh nó tiện thì nó sẽ bén lúc đó. Còn nếu mà cây này nó hơi sườn chỗ này xíu nè. Cái này hơi sườn xíu. Còn nếu mà mình muốn bén lâu và bén ngon hơn á thì anh chị nên mua đá nha, nên mài đá. Mài đá thì sẽ bén lâu hơn, bén ngon hơn. Còn dũa này là kiểu như tạm thời thôi, là trong lúc làm thôi. Đá thì bên em vẫn có sẵn nha, đá Naniva, Superstone, đá Kai là bên em vẫn có sẵn ạ. A24 500. Cây này dài tổng dài là 42,5 xăng. Đường lưỡi của nó là 30 xăng ạ. Đường lưỡi của nó 30 xăng mà cây này rất là mịn nên chị.
dù quá mịn. Dù quá mịn ạ. Cây này không có tên hãng. Tên hãng không có dập lên đây á. Thường những cái này sẽ là tem. Cán của nó là bằng nhựa. 500 ạ. A25 500 luôn ạ. Dài 42,5. Dài lưỡi nó là 30. Dài đo tới cán là 30. Cái cây kia chắc cũng đo tới cán là 30, không phải 27. Là 11 xăng ạ. Nó một size. Dũa này thì đều đẹp hơn cái kia. Cây này ạ. Những cây này đa số nó không in logo ạ. Cây này không có logo. A26 250, tổng dài là 30. Cái đường lưỡi đo tới chui luôn nha anh chị, đo tới chui đi. Đo tới chui là 17,5. Đo tới chui 17,5. Đường kính của cái dũa này là 9,7 xăng. Dũa này còn khá mới ha, không có tên logo gì hết ạ. Cái mới, cây này 200. Nó nhỏ, mấy kia lớn. A27. Cây dao sashimi ạ. Tên hãng dập chìm. Này của vùng Sakai. 650. Nặng 120g. Khâu sừng. Dài lưỡi là 20,3, rộng 2,8, dày 0,39 xăng. Chỗ này hơi rổ. Khâu sừng đẹp ạ. Khâu sừng màu rất là đẹp. Lưới cán của nó. A28 của Kikui Hide. Kikui Hide 800 cây này ạ. Tên hãng dập chìm. Đa số những dòng này là do hai lớp thép carbon hết anh chị. Hai lớp thép carbon. Dài lưỡi 22,2, rộng 3, dày 0,36 xăng. Khâu sừng cán gỗ. Cán gỗ zin của nó luôn ha. A29 750. Cây này còn nguyên zin của nó, nguyên zin đường làm của nó ha. 750, tên hãng dập chìm ạ. Nặng 135g. Dài lưỡi 21,6, rộng 3. Dày 0,4 xăng ạ. Khâu sừng cán gỗ. A30 600 Masamoto. Tên hãng dập chìm. 600 cây này dao hai lớp thép carbon. Dài lưỡi là 20,5, rộng 2, dày 0,32 xăng. Khâu sừng. Cái sừng này nó hơi hở nha anh chị, nó vậy thôi, không đóng xuống được đâu, đóng xuống sợ bể lắm. Sừng màu rất là đẹp anh chị, như ngọc á. Sừng màu rất là đẹp, giống như ngọc luôn nha. Cán gỗ á. A31 350. Tên hãng dập chìm còn mờ. 350. Cây này dao sashimi, dao lóc gì kiểu này tay phải hết nha anh chị. Dài lưỡi 22,3, rộng 2,7, dày 0,44 xăng. 0,4 xăng. Cái lưỡi này hơi giận xíu, khi em mài em sẽ mài mịn lại hết nha. Cây này cái mũi lóc của nó còn khá là nhỏ. Nếu mà anh chị nào thích cây này á thì
Nếu mình muốn cái mũi nó thấp xuống xíu thì nhắn em ha, nhắn em lấy gửi cái hình rồi vẽ mẫu anh chị muốn 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 làm thì em sẽ làm cho anh chị nha, còn không thì cứ để như vậy. Giữ cái mũi này, những cây này thì hàng nó cũng khá là cao cấp lắm chị, khâu sừng ạ. Cái này sừng màu đen dày, nó có hai cái chấm chỗ này là bị mối gặm, cho nên em đã bôi, em đã chét keo vào đây rồi là nó phẳng rồi ha, hai cái lỗ nhỏ xíu thôi. Cán gỗ cán này là cái dáng nó hơi cong lại, nó hơi cong hơi ôm vô, cái kiểu này giống như người ta xài nhiều quá là nó sẽ mòn, nó mòn và nó cong vô như thế này. Dao nào á, để ý dao nào mà bị mòn nhiều quá là đa số là đều hàng cao cấp hết nha anh chị. A32 300 sashimi, tên hãng dập chìm Yanagiba, hàng hơi hơi rổ xíu hơn, hơi bị rổ. Dài lưỡi 20,6, rộng 3, dày 0,22. Cây này hai mặt, hai mặt cho tay phải tay trái. Khâu nhựa cán gỗ A33 400 sashimi cho tay phải của hãng Satake, tên hãng in mực, khâu liền cán gỗ. Dài lưỡi 20,5, rộng 3, dày 0,24 cm. A34 Yanagiba thép không rỉ 180.000 ạ. Cái này cũng của Satake. Dài lưỡi 20,5, rộng 2,9, dày 0,15. Không có logo, cán nhựa, khâu kim loại ạ. A35 1.000.000 ạ. Cây cây đề ba, đề ba dáng dài thép, hai lớp thép carbon. Tên hãng dập chìm. Dài lưỡi 18,1, rộng 5,1, dày 0,8 cm. Khâu sừng. Khâu sừng cán nó có mít nhẹ một đường nhỏ xíu đây. Khâu sừng cái này nó có nứt nhẹ một chỗ này, em đã bôi keo và xử lý rồi ha, chắc chắn nha anh chị. Cán gỗ ạ. A36 700, cái này nặng 280 gram ạ. Tên hãng dập chìm. Cái đường này nó hơi đậm một xíu nha anh chị, tại vì đây là dao hai lớp á, dao hai lớp chứ nó không có sợ bị nứt, không có sợ bị rớt con dao ra luôn nha, không bị bể đâu nha. Dài lưỡi 16,6, rộng 5,3, dày 0,86 cm. Cái khâu của nó đây anh chị, cái khâu của nó là khâu khâu đồng, nhưng mà nó bị trồi, nó bị hư ở trên đó, nó hơi hở ở dưới nè, bị trồi lên và nó hơi hở ở dưới như thế này. Anh chị mua cái dao này này có thể đóng ra được và để thay khâu được nha anh chị, tại vì em không có khâu á, em không có khâu cho nên không có, em không có thay. Để vậy anh chị về thích thích mình thay khâu cũng được, hoặc là mình dùng cái sợi dây đồng á mình quấn mình trang trí ở đây cũng được. Cán gỗ chỗ này hơi nứt nhẹ, dòng cái thép hai lớp của nó, cái đường thế này rất là đẹp á, rất là ít, rất là hiếm cái loại này. 700 ạ. A37 800 tên hãng dập chìm, nặng 275 gram. Dài lưỡi 16,7, rộng 5,1, dày 0,72 cm. Cán khâu khâu sừng luôn ạ. Cây này khâu sừng. Cán gỗ ạ.
A38900. Cái này còn gần như mới anh chị. Tên hãng dập chìm. Dao hai lớp thép carbon. Dài lưỡi 15,6, rộng 5, dày 0,72 xăng. Cây này là cây em test. Em test đầu video anh chị. Tất cả các đề ba đều mài bén như vậy hết nha anh chị. Đề ba mài rất là bén, chất thép của đề ba là rất bén. Đề ba là gọi là cái loại dao kiểu một mặt như vậy, gọi là thương hiệu của Nhật Bản luôn á. Truyền thống luôn á. Khâu sừng của nó cũng rất là đẹp, rất là đẹp nha. Rất là đẹp, rất là đặc biệt ạ. Cán nhựa, cán gỗ A39 450 của hãng Masahiro. Hai lớp thép carbon. Nặng 225g. Dài lưỡi 15, rộng 4,7, dày 0,74 xăng. Khâu nhựa, cán gỗ. A40 400. Này giống của Kia anh chị, vùng Sakai. Dao hai lớp thép carbon, tên hãng dập chìm. Dài lưỡi 15,2, rộng 4,8, dày 0,7 xăng. Khâu nhựa, cán gỗ. A41 500. Tên hãng dập chìm. Cái này của Kai 500. Ở dưới dày 1,5 ly, trên còn 1 ly. Dao thủ công. Ở dưới này cũng khá dày nha anh chị. Nó dày tới đây lận nè. Cầm dao khá đầm tay và cái nước của nó rất là đẹp à. Hàng như mới luôn. Dài lưỡi 16,5, rộng 5,1 xăng. Cán nhựa, cán gỗ, khâu nhựa. A42 của Kai ạ. 500. Cái này cũng đẹp, 3 lớp thép carbon, dài lưỡi 16,5, rộng 5,1. Dài ở đây là 2 ly, cho này còn 1,5 ly. Cán gỗ, khâu nhựa. Khâu nhựa, cái cán chỗ này hơi sức một xíu. A43 450. Tên hãng dập chìm. Dao 3 lớp loại thép carbon ốp 0,5. Dài lưỡi 16, rộng 4,5 xăng. Tên hãng dập chìm hai mặt. Dài 2 ly ạ, cán gỗ đẹp ạ. Màu của nó là màu nâu đậm. A44 308. Tên hãng dập chìm. Dao 3 lớp thép carbon. Dài lưỡi 15,5, rộng 4,2 xăng. Cây này cũng thủ công, ở dưới này dày 2,5 ly, trên này còn 1,5 ly. Này em thay cán, em đã đổ keo rồi nè. Cán gỗ. A45 1,5 triệu. Cây dao chặt. Cây này nặng 415g. Có thể chặt xương heo được đó nha anh chị. Xương heo. Ở dưới đây là dày nha. Mặt trên đây là dày, trên này là mỏng hơn. Trên này mình có thể dùng thái. Dưới đây chặt. Cái này dài lưỡi là sao nó? Dài lưỡi. Dài lưỡi là 20,5. Rộng là 9,2 xăng. 9,2 xăng, ở trên này còn 9 xăng. Dưới này là 9 xăng, chỗ này bự hơn. Dày là 0,62 ạ. 0,62 ở dưới góc. 0,62. Còn trên này là còn khoảng ly 8. Ly 7, ly 8. Đoạn giữa này là còn khoảng 3,5 ly. Dưới này là 6,5 ly, 6,2 ly, 6,2 ly.
Dao chặt dao chặt của Nhật rất là hiếm luôn anh chị. Em những cái lô mà lấy ví dụ ôm lô hoặc là ôm lô nguyên lô mấy chục ký mấy trăm ký cũng vẫn không có một cái dao chặt nào hết ha. Lâu lâu mới có dao chặt một xíu. Cây này đó, cái chỗ này nó hơi mít nhẹ nha anh chị, em sẽ đổ keo cho nó chắc lại ha. Đổ keo là keo AB, keo dán gỗ là chắc ha anh chị, không lo ha. Chỗ này cũng bị nè, chỗ này em đổ keo và bên này không để ý, cán của nó móc xuống tận đây luôn ạ. Cán nó xuyên xuống và móc bên tận đây chắc chắn ha. Sau đây em xin kết thúc video ạ. Cảm ơn chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn anh chị vào clip thứ hai nha.